Kết quả bốc thăm U20 châu Á, U20 Việt Nam đấu Iran, Australia. U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu gó với nhiều đội bóng mạnh châu Á sau lễ bốc thăm vòng chung kết U20 châu Á. Kết quả bốc thăm, U20 Việt Nam nằm cùng bảng với Iran, Australia và Qatar. Đây đều là các loại bóng mạnh ở khu vực châu Á và U20 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn tiến xa. U20 Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất. Ở vòng loại, U20 Việt Nam thắng Timor-Leste, Hồng Kông Trung Quốc và thua Indonesia, qua đó đứng nhì bảng F. Bước vào lễ bốc thăm, U20 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 với Trung Quốc, Jordan, Iraq. Chúng ta có khả năng đối đầu với những đội bóng rất mạnh ở châu Á. 16 đội U20 các nước châu Á được chia làm 4 nhóm hạt giống. Cụ thể, 4 nhóm hạt giống được chia theo danh sách dưới đây. Nhóm hạt giống số 1, Uzbekistan, chủ nhà Saudi Arabia, Hàn Quốc, Qatar. Nhóm 2, Nhật Bản, Tajikistan, Australia, Indonesia. Nhóm 3, Trung Quốc, Jordan, Iraq, Việt Nam. Nhóm 4, Iran, Oman, Syria, Kyrgyzstan. Thành tích tốt nhất của U20 Việt Nam ở giải U20 châu Á trong quá khứ là lọt vào bán kết năm 2016. Kết quả này giúp U20 Việt Nam có lần đầu tiên tham dự World Cup U20 năm 2017. Đây cũng là thành tích tốt nhất của các đội bóng trẻ Việt Nam.